thưa quý vị trong bài phát biểu mới đây ông ismail haniye thủ lĩnh lực lượng hamas của palestine khẳng định phong trào này sẵn sàng thảo luận về bất kỳ thỏa thuận hoặc là sáng kiến nào có thể chấm dứt xung đột với israel trong bài phát biểu trên truyền hình mới đây thủ lĩnh lực lượng hamas của palestine cho biết hamas hoan nghênh nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở gaza đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào về tương lai của giải gaza mà không có sự tham gia của hamas sẽ không thể thành công hamas cũng đánh giá cao những nỗ lực của ả rập xê út và ủy ban bộ trưởng ả rập hồi giáo nhằm chấm dứt xung đột ở giải đất ven biển của palestine đang bị phong tỏa này trong ngày 13 tháng 12, Liên Hợp Quốc cũng đã công bố một nghiên cứu cho thấy cuộc xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza có thể khiến các nước láng giềng Ả Rập, bao gồm Liban, Ai Cập và Jordan, thiệt hại kinh tế hơn 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và đẩy hơn 230.000 người vào cảnh nghèo đói. Chính phủ Ireland dự kiến sẽ giảm đáng kể các khoản thanh toán phúc lợi cho những người tị nạn Ukraine đến nước này. Thông tin được đăng tải trên Thời báo Ireland trích dẫn các nguồn tin chính phủ. Bộ trưởng Bộ Hội nhập Ireland mới đây đưa ra đề xuất bao gồm việc giảm các khoản thanh toán phúc lợi cho người Ukraine từ 220 euro mỗi tuần xuống chỉ còn 38,5 euro. Số tiền tương tự hàng tuần hiện đang được cung cấp cho những người xin tị nạn thuộc các quốc tịch khác. Theo Thời báo Ireland, đây là động thái báo hiệu rằng quốc gia EU này đã đạt đến giới hạn số người xin tị nạn mà Dublin có thể chấp nhận từ Ukraine. Tuy nhiên, tờ báo lưu ý các nguồn tin của họ nhấn mạnh rằng việc cắt giảm phúc lợi sẽ chỉ áp dụng cho những người mới đến chứ không áp dụng cho khoảng 100.000 người tị nạn Ukraine đang ở Ireland. Quyết định dự kiến sẽ sớm được các nhân vật cấp cao của chính phủ Ireland ký trước khi được toàn bộ nội các thảo luận. Ngày 14 tháng 12, Hội đồng Liên minh châu Âu thông báo khối này đã đạt thỏa thuận về cải cách thị trường điện nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định giá điện cho người dùng. hội đồng eu và nghị viện đã đạt được thỏa thuận tạm thời về cải cách thiết kế thị trường điện eu cải cách này sẽ giúp giá điện không phụ thuộc nhiều vào giá nhiên liệu hóa thạch vốn không ổn định qua đó bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị ảnh hưởng do các đợt tăng giá điện đồng thời thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng tái tạo thỏa thuận cũng bao gồm quy định nhằm cải thiện năng lực của eu trong ngăn chặn các hành vi thao túng thị trường thông qua việc tăng cường quy định của châu âu về tính toàn vẹn và minh bạch của thị trường năng lượng bán buôn Tuyết tiếp tục phủ trắng thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong ngày 14 tháng 12, gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngành đường sắt, trong khi các trường học vẫn phải đóng cửa. Các nhà ga tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã phải hủy ít nhất 153 chuyến tàu tính đến 10 giờ ngày 14 tháng 12 theo giờ địa phương do tuyết rơi dày, trong khi đó tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trên toàn thành phố đã phải đóng cửa từ ngày 13 tháng 12. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, sau đợt tuyết rơi này, dự báo kết thúc vào ngày 15 tháng 12, Bắc Kinh sẽ hứng chịu đợt không khí lạnh mới với nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống dưới mức âm 10 độ C vào ban đêm. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 12, cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Abuja của Nigeria trong bối cảnh khu vực bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng sau một loạt cuộc đảo chính quân sự trong những năm gần đây tại các nước thành viên. Ngoài việc tăng cường hợp tác ngăn chặn nguy cơ đảo chính và đối phó chủ nghĩa cực đoan, các nhà lãnh đạo cũng tìm cách vực dậy nền kinh tế khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng. Trong số 15 nước thành viên ECOWAS, có 4 quốc gia gồm Mali, Burkina Faso, Niger và Guinea hiện do quân đội nắm quyền kiểm soát sau các cuộc đảo chính từ năm 2020. Sierra Leone ngăn chặn kịp thời âm mưu đảo chính ngày 30 tháng 11 vừa qua. Hội nghị thượng đỉnh gần nhất của ECOWAS diễn ra hồi đầu tháng 8, tập trung chủ yếu vào tình hình ở Niger sau cuộc đảo chính quân sự khiến Tổng thống Mohamed Bazoum bị phế chuất và giam lỏng tại dinh thự ở thủ đô Niamey. Khi đó, các nguyên thủ quốc gia Tây Phi không loại trừ khả năng can thiệp quân sự để khôi phục chức vụ cho ông Bazoum và áp đặt trừng phạt kinh tế và tài chính nghiêm khắc đối với Niger. Còn tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo Tây Phi nỗ lực tìm cách ngăn chặn làn sóng đảo chính lan rộng trong khu vực. Bất chấp lệnh trừng phạt và những nỗ lực của ECOWAS, lực lượng đảo chính ở Niger tiếp tục củng cố quyền lực, trong khi chính quyền quân sự ở Mali và Burkina Faso đã ngừng hợp tác với khối trong tiến trình chuyển tiếp sang chế độ dân sự. Tiến độ thực hiện kế hoạch chuyển tiếp dân sự ở những nước này đã chững lại. Điều quan trọng và thật sự cần thiết là phải tiếp tục tăng cường hợp tác với các chính quyền quân sự để thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp. Khu vực Tây Phi phải đối mặt với thách thức lớn trong việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực và quản lý vũ khí, trong đó kiểm soát vũ khí là yếu tố thiết yếu. Tại Tây Phi, các cuộc xung đột địa phương và xuyên biên giới ngày càng tăng, nhiều nhóm vũ trang, nhóm cực đoan hình thành. Xu hướng này lan rộng hơn do sự phổ biến của các loại vũ khí thông thường bất hợp pháp, nhất là vũ khí hạng nhẹ, đạn dược và chất nổ, vốn thường được sử dụng trong các hoạt động khai thác vàng trái phép và các vụ tấn công bạo lực. Số liệu thống kê cho thấy, các nhóm vũ trang vô chính phủ ở châu Phi nắm giữ hơn 40 triệu vũ khí hạng nhẹ chiếm gần 80% số vũ khí lưu hành trên lục địa này, trong khi các lực lượng quốc phòng và an ninh chỉ nắm giữ chưa đến 11 triệu vũ khí hạng nhẹ. Trước tình hình này, Liên hợp quốc cảnh báo 49,5 triệu người sẽ bị đói ở Tây và Trung Phi vào năm tới do sự kết hợp của xung đột, biến đổi khí hậu và giá lương thực tăng cao. Con số kỷ lục này cao hơn 4% so với năm 2023. Gần 80% người dân hiện đang gặp khó khăn về lương thực đều ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Nếu không có sự can thiệp, tình hình có thể xấu đi hơn nữa ở một số khu vực vì hơn 2,6 triệu người có nguy cơ rơi vào nạn đói. Những lỗ hỏng an ninh cùng với tình trạng khủng hoảng sau đảo chính ở một số quốc gia Tây Phi đang đặt ra nhiều thách thức cho khu vực. Không chỉ tăng cường hợp tác để giải bài toán an ninh, các nước Tây Phi cần một giải pháp tổng thể, trong đó bao gồm cả các biện pháp phát triển kinh tế, duy trì trật tự, ổn định xã hội cho toàn khu vực.